FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Chào mừng đến với nhà thông minh FPT. Giới thiệu đến mọi người bộ giải pháp báo động thông minh, bao gồm ổ cắm thông minh, thiết bị cho phép điều khiển được các thiết bị điện gia dụng trong gia đình một cách linh hoạt, có thể kết hợp với còi báo động sử dụng cho kịch bản chống trộm và còi hú chống trộm. Khi ổ cắm được bật sẽ kích hoạt còi báo động chống trộm bảo vệ ngôi nhà. Cảm biến cửa. Thiết bị an ninh giúp cho gia chủ nhận biết được hoạt động của ngôi nhà, đồng thời kích hoạt các kịch bản an ninh theo yêu cầu. Khi cảm biến cửa mở sẽ gửi thông báo ngay lập tức về smartphone. Giải pháp nhà thông minh FPT giúp cho cuộc sống an toàn hơn.